Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Marchancy Finance nhận token XVMC nha các bạn. Thì hiện tại thì ở cái airdrop này thì không rõ là mình sẽ nhận được bao nhiêu token đến từ dự án này, nhưng mà thì theo thông báo của cái dự án thì sẽ là 10% tổng cung của cái con token XVMC này sẽ phân phối cho airdrop cho chúng ta. Và cái airdrop này nó sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, cho nên các bạn cố gắng làm nhanh nhé. Và mình xin thông báo luôn cho anh em đó là con token này nó chạy trên nền tảng là Matic của mạng lưới Matic Polygon nha các bạn. Thì ở cái mạng lưới Matic Polygon này, tí nữa mình sẽ có video hướng dẫn các bạn là tích hợp mạng Polygon Matic lên MetaMask và sẽ hướng dẫn mọi người là dùng cái ví Uswap. Thì tí nữa thì bây giờ mình làm airdrop trước, rồi tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người là add cái mạng lưới Polygon của cái mạng Matic Mainnet này lên với MetaMask cho chúng ta nhé, để sau này chúng ta có thể là nhận được token. Ok, thì như các bạn đã thấy thì 10% tổng cung của con token XVMC này sẽ phân phối cho airdrop cho chúng ta. Thì ở dưới này nó cũng có cái thông nó cũng có cái hướng dẫn để chúng ta là add cái mạng lưới Matic lên MetaMask này các bạn này. Thì tí nữa mình sẽ có video hướng dẫn các bạn là add cái mạng lưới này lên ví MetaMask nhé. Ok, thì bây giờ mình làm nhanh thôi. Thì mình đi sơ qua về cái airdrop này. Thì ở airdrop này chúng ta chỉ cần là điền lại cái địa chỉ ví của chúng ta và sau đó điền lại email, sau đó là xác minh email thôi. Và các bạn lưu ý luôn là email nó sẽ gửi cho chúng ta trong vòng từ 6 tiếng đến 24 tiếng nhé. Email các bạn, sau khi chúng ta đăng ký airdrop này thì email xác nhận email config thì nó sẽ gửi về cho chúng ta trong vòng 6 đến 24 tiếng nhé. Trong vòng 6 tiếng đến 1 ngày thì nó sẽ gửi email xác thực về cho chúng ta. Thì các bạn vào bên trong email các bạn lấy link xác thực thôi. Ok. Thì để tham gia vào cái dự án này, các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó nó sẽ có cái giao diện như thế này. Bước tiếp theo đó thì các bạn kéo xuống đây, các bạn kéo xuống lúc bên dưới ấy. Thì ở bên dưới này nó sẽ có cái mục đó là Fill this form button enter airdrop này. Thì ở phần này, thì ở phần airdrop này chúng ta chỉ có hai mục thôi. Thì nó yêu cầu chúng ta điền lại cái địa chỉ ví Matic của chúng ta và điền lại địa chỉ email. Ok, thì cái địa chỉ ví Matic address này nè, thì các bạn vào WeTrade Wallet hoặc là ví MetaMask của các bạn copy lại cái địa chỉ ETH cho mình nhé. Các bạn copy lại cái địa chỉ ETH cho mình. Về cái địa chỉ ví của Matic này, các bạn copy lại cái địa chỉ ETH trên WeTrade Wallet hoặc là ví MetaMask, các bạn sao chép lại với mình. Sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn quay trở lại với trang Android, các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây. Ok, sau đó thì ở phần email này thì các bạn điền lại email giúp mình. Dự án này khá là tiềm năng nha các bạn. Như các bạn đã biết thì hiện tại thì token Matic đã list trên sàn Binance với giá rất là cao. Thì những cái dự án nào có mainnet riêng, các mạng lưới riêng thì mình đánh giá rất là cao, nó rất là tiềm năng nha các bạn. Cho nên các bạn cố gắng tham gia vào cái dự án này càng sớm càng tốt. Thì Android nó sẽ phân phối cho chúng ta vào giữa tháng 5 theo thông tin của dự án là như vậy nhé. Ok, thì sau khi các bạn điền lại địa chỉ ví của các bạn xong và điền lại email của các bạn xong thì các bạn kéo xuống đây, các bạn nút xác thực robot, chúng ta xác thực captcha. Ok, sau đó các bạn ấn vào cái dòng click her to submit application này, các bạn nhấn vào dòng này, chúng ta gửi form đi. Ok, sau khi các bạn gửi form đi thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này, các bạn đợi khoảng là 5 giây. Sau khi các bạn gửi form đi thì các bạn đợi khoảng là 5 giây, thì sau khi 5 giây đó thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì cái giao diện này như thế này thì nó yêu cầu chúng ta là cần phải là config email nhé. Thì sau khi các bạn gửi form đi thì các bạn vào bên trong email, các bạn lấy link config, nhưng mà cái link config này nó sẽ gửi về cho các bạn là trong vòng 6 tiếng đến 1 ngày nha các bạn, trong vòng 6 tiếng đến 24 giờ. Thì trong vòng 1 ngày đó các bạn có thể là check mail trong hộp thư đến này, một là trong hộp thư đến này, hai là thư mục quảng cáo này, ba là thư mục rác nhé. Nếu mà trong thư mục rác không có thì các bạn có thể là tìm trong thư mục quảng cáo nhé. Các bạn có thể là tìm trong thư mục quảng cáo. Thì email nó sẽ gửi về cho chúng ta trong vòng 1 ngày nha các bạn, từ 6 tiếng đến 1 ngày. Thì cái mail config đó nó sẽ gửi về đây cho chúng ta, các bạn nhớ config mail nhé.
thông báo dự án nó thông báo là như vậy, các bạn cố gắng config mail nhé, các bạn đợi email về sau đó các bạn nhấn vào link config thôi nhé. Thì bên trong email nó cũng tương tự, nó sẽ có một cái đường link config, các bạn nhấn vào cái đường link đó là các bạn xác minh email thành công thôi nhé. Như vậy là xong rồi, chúng ta đợi chờ đợi nó phân phối token cho chúng ta thôi. Ok, thì sau đó thì nó sẽ bên trong trên trang web thì nó sẽ ở dưới đây sẽ có cái link red của các bạn này, các bạn copy lại cái link red này đi tiêu thụ hàng B để nhận thêm phần trăm token từ Anrop nhé. Thì hiện tại thì mình chưa rõ là cái dự án này nó sẽ cho chúng ta là nhận bao nhiêu token nhé. Ok, thì các bạn chỉ cần làm như vậy thôi, chỉ cần điền lại địa chỉ quý và email, sau đó các bạn gửi form đây và chờ đợi cái mail config nó gửi về mail cho chúng ta, rồi chúng ta vào mail các bạn nhấn vào cái link config là xong thôi nha các bạn. Các bạn lưu ý nhé, các bạn nhớ là chờ cái link config nó gửi về gmail cho các bạn nhớ check trong thư mục quảng cáo hoặc là thư mục đến này hoặc là thư mục rác này nhé, các bạn check nhé. Thì khi mà nó gửi mail về thì các bạn nhớ xác thực mail nhé. Ok, thì đây là cái link red của các bạn này, các bạn copy lại link red nhé, đi tiêu thêm bằng B để nhận thêm phần trăm từ token từ red. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là tham gia vào cái Anrop nhận token MXVC đến từ dự án Machinsy Finance đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.